Chào bạn. Thì cuối cùng là cái bộ Mỹ vị hầm ngục này cũng đã đến tập cuối, là cái tập 14 này. Thì cái tập 14 này thì cái bản đặc biệt sẽ ngập tràn quà luôn, là có giá 125.000. Thì chuyện thì nó cũng giống như những cái tập trước đấy rồi. Bìa thì vẫn là bìa hai mặt và cái phần bìa mặt ngoài thì là sẽ được phủ UV những cái họa tiết thôi. Còn mặt trong thì sẽ là cái phần art thôi. Với cả phần thiết kế màu là nó sẽ khác so với mặt ngoài. Nó cũng giống như những cái quyển tập trước rồi, nên mình cũng không nói nhiều, thì mình sẽ cùng các bạn xem về cái phần đống quà tặng đi kèm ở cái tập cuối này. Đây, cái đống quà tặng nó sẽ được đựng hết trong cái phong bì như thế này. Các bạn thấy dày không? Đây là cái logo của truyện này. Phần mặt trước đấy là tên truyện. Đây, các bạn sẽ có tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái standee. Và cái đống này là cái đống bookmark đây. 6 cặp bookmark là tổng là 12 cái bookmark nữa, là tổng là sẽ có là 18 cái quà liền, rất là nhiều luôn, coi như là full tất cả những cái nhân vật chủ chốt của truyện rồi. Giờ mình sẽ bóc hết cái lớp ni lông bảo vệ của cái đống standee trước nhá. Đây, đống standee, 6 standee là những cái nhân vật trong cái tổ đội chính của truyện này. Thì standee này mình thấy là nó cũng tương tự như cái standee của những cái bộ đã ra của IPM, về cái chất liệu này cũng như là về cái độ dày này, nó cũng tương tự. Hay là để mà so sánh dễ hiểu nhất thì là giống như cái standee của cái bộ Yotsuba vừa mới ra ấy. Nó cũng có hai cái phần đây, hai bên cạnh này, nó có những cái lỗ này. Và cái phần đế này nó sẽ bẻ cong được, nó ấn vào lỗ này để nó dựng được cái standee đứng lên. Đây, phần standee cái hình này in rất là đẹp luôn, rõ nét luôn. Mình cũng không bóc nữa vì bóc ra bây giờ những cái này mình để lung tung lại rơi mất, để nhầy để cho nó đỡ bị thất lạc. Rồi sẽ đến là 12 cái bookmark sẽ được kẹp vào trong này, các bạn rút lên cái là lấy được luôn. Và ở cái phần đựng bookmark này mình thấy là lấy ra lấy vào khá là dễ nhá, chứ nó không bị kích hay là không bị kẹp cái gì cả. Cái phần gia công design của cái phần bookmark này là làm khá là ổn áp đấy. Đấy, khá là dễ dàng lấy ra và cho vào. Có một cái điểm trừ cái phong bì đựng cái quà là cái mặt của cái phong bì này nó không được cán cái lớp màng, cho nên là nó sẽ bị dây cái mực ra vào mặt trong này. Đây, cái này lúc bạn úp lên nhau này nó sẽ bị dây cái mực vào trong như thế này, nhìn trông khá là lem nhem. Thì đấy là một cái điểm trừ ở cái phần này thôi. Đây là set 12 cái bookmark này, có hai mặt, mặt sau là cái hình logo của truyện và mặt trước là hình các nhân vật. Ban đầu mình nhìn mình cứ tưởng là bookmark này sẽ bằng sắt, hóa ra là bookmark là chỉ làm bằng bìa thôi. Thì cái phần mặt trước thì là sẽ được cán một lớp màng bóng, còn mặt sau thì là sẽ cán một lớp màng mờ. Đây, những cái phần in khá là đẹp này, lấy cái tông màu cũng nhìn trông khá là ok đấy. Nền thì là màu nâu đỏ, còn hình thì là màu xanh với cả màu trắng, nhìn trông khá nổi. Đây, mặt sau cán mờ, mặt trước cán bóng. Cái tập này không hiểu sao là khá là hot nên đang cháy hàng. Không biết các bạn đã hút hết chưa?